mặt cầu chắp vá, các thanh tả vẹt lung lay. Vậy mà, mỗi giờ cây cầu đang phải oằn lưng gánh gần 5.000 lượt xe máy, chưa kể 30 lượt tàu hỏa qua mỗi ngày. Cá nhân em cũng cảm nhận được là nó rất là cầu rất là yếu rồi, bởi vì khi mà đứng đây thì mọi người cũng thấy là cầu nó rất là rung chuyển. Chính quyền hay là cũng các đơn vị xây dựng cũng nên nghĩ cách là xây dựng lại hoặc là có một cách để đấy gia cố nó để mà tránh những cái tình trạng mà xấu nó có thể xảy ra. Trước thực trạng cầu yếu, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã hạn chế tốc độ cho tàu qua cầu chỉ 15 km một giờ. Nhưng điều này cũng không thể cứu vãn được sự xuống cấp theo thời gian của công trình, dù được duy tu, bảo dưỡng định kỳ hàng năm. Hàng năm công ty cũng được đặt hàng duy tu một lần và bảo quản 3 lần. Và tổ chức các đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra theo dõi, phát hiện những vị trí hư hỏng thì công ty cho tổ chức sửa chữa ngay. Năm 2014, ngành đường sắt đã có kế hoạch cải tạo đảm bảo an toàn giao thông từ 2014-2025. Được xây dựng năm 1899 và hoàn thành vào năm 1902, sau hơn 120 năm, cầu Long Biên hiện chỉ còn 9 nhịp phía Hà Nội và 3,5 nhịp phía Gia Lâm còn giữ được kiểu dáng cũ. Các nhịp khác đều đã phải thay thế. Ngay sau khi chính phủ Pháp có thư ngỏ hỗ trợ 700.000 euro, tương đương gần 19 tỷ đồng, để tư vấn, hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nghiên cứu phương án cải tạo, sửa chữa cầu Long Biên, thành phố đã triển khai các thủ tục tiếp nhận theo quy định. Về quy trình ODA thì chúng tôi phải triển khai một cái gọi là cái trình gọi, tạm gọi là như kiểu dạng chủ trương đầu tư, văn kiện dự án, trình phê duyệt văn kiện dự án. Thì cách đây chưa đầy một tháng, đầu tháng vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chính thức, sau khi phối hợp với cơ quan Pháp thì đã thống nhất được nội dung và đã chính thức trình Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt văn kiện dự án. Trung tuần tháng 10 vừa qua, đoàn chuyên gia Pháp đầu tiên phối hợp với đơn vị tư vấn và các bên liên quan của Bộ Giao thông Vận tải, thành phố Hà Nội đã tiến hành khảo sát, đánh giá sơ bộ ban đầu. Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát chi tiết toàn bộ các cái cấu kiện và tiến hành đo đạc các cái thông số làm việc của kết cấu, ví dụ như là các cái ứng suất, độ võng, sự làm việc khi mà có đoàn tàu chạy qua. Dựa trên các cái dữ liệu mà có được ấy, thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra và nghiên cứu các cái giải pháp để có thể là sửa chữa, gia cố các cái cấu kiện bị hư hỏng. Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Pháp tài trợ sẽ chia làm 3 hợp phần, gồm hợp phần 1, khảo sát chi tiết tổng thể công trình, thu thập dữ liệu để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian ngắn hạn. Hợp phần 2, kiểm định kết cấu công trình để đề xuất phương án, giải pháp cải tạo phù hợp. Và hợp phần 3 là nghiên cứu các công năng sử dụng công trình trong tương lai khi hình thành mạng lưới đường sắt thay thế tuyến đường sắt Bắc Nam hiện tại. Trong đó, riêng công tác khảo sát sẽ thực hiện trong 3 tháng và toàn dự án sẽ kết thúc vào tháng 9 năm 2025.